Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí D News, và ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những thông tin đáng chú ý trong ngày. Mới đây, khi một lần nữa quay trở lại tham gia chương trình Nhanh Như Chớp, Piu Piu đã nhận về vô số những bình luận tiêu cực từ người xem vì quá ồn ào, và ngay sau đây hãy cùng D News tìm hiểu kỹ hơn về thông tin này. Trong tập phát sóng mới nhất của Nhanh Như Chớp, Piu Piu cùng với Puka và Virus chung đội, vượt qua đối thủ, đội của Piu Piu giành quyền đi vào vòng cuối. Tuy nhiên, đến cuối cùng thì chỉ trả lời đúng 11 trên 20 đáp án. Dù là đội thắng cuộc, song Piu Piu vẫn phải hứng chịu hàng loạt bình luận chỉ trích từ người xem. Đây không phải là lần đầu tiên anh tham gia game show truyền hình, thậm chí trong tập Nhanh Như Chớp vừa phát sóng, Piu Piu còn nhắc lại việc bị khán giả tấn công lần trước. Thế nhưng có lẽ vận đen vẫn bám theo Piu Piu khi anh tiếp tục trở thành nhân vật gây tranh cãi, bị người xem Nhanh Như Chớp phản đối với nhiều ý kiến bình luận gay gắt. Cụ thể, người xem game show này cho biết họ cảm thấy vô cùng khó chịu với những phản ứng của streamer. Anh liên tục nhận xét câu hỏi của chương trình dễ mà, nhưng khi đến lượt mình thi thì kết quả lại lè đẹp. Trước khi bước vào phần thi của mình, khi MC thông báo đội đối thủ chỉ trả lời đúng một câu, Piu Piu đã thể hiện sự tự tin, kết quả Piu Piu cũng chỉ trả lời đúng một câu duy nhất. Nghe Piu Piu phát mệt luôn, không biết mà cứ nói nhiều, đau đầu, khán giả Lan Chi viết, thấy Piu Piu đúng là quá lố thiệt, coi mình là tâm điểm. Ngoài ra thì nhiều người xem còn chỉ trích Piu Piu quá ồn ào, có ý kiến đề nghị anh đừng tham gia game show nữa mà hãy về nhà đi. Có ai như mình không, đoạn nào có Piu Piu là tua nhanh. Piu Piu đừng tham gia thì hơn, ồn ào, phong cách anh thì ai cũng biết, thế nhưng nên tiết chế khi cần thiết. Các bạn nghĩ sao về những thông tin vừa rồi? Đừng quên để lại ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận của video này để cùng chia sẻ với D News nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!